Thưa quý vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết sẽ hoàn thành dự án cải tạo hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ Nhật Tân trong tháng 6 năm nay. Người dân đi qua khu vực này sẽ không còn chật vật trong thời gian tới. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết đang gấp rút hoàn thành nhiều dự án, trong đó có dự án mở rộng đường Âu Cơ Nhật Tân. Theo đó, lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội khẳng định phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo mở rộng đường Âu Cơ Nhật Tân trong tháng 6 năm 2024. Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Giao thông Hà Nội cho biết sẽ tập trung chỉ đạo đôn đốc dự án vành đai 4 vùng thủ đô đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả để nhanh tiến độ hoàn thành chuẩn bị đầu tư để khởi công 10 dự án.